Vâng, với cuốn sách này thì kích thước của nó là chiều ngang thì chỉ tới là 160, còn chiều dài thì tới là 240. Đây, các bạn có thể thấy đây, và đây là cuốn sách khi tôi đã phô xong. Đó, đây là cuốn sách khi tôi đã phô xong đây. Đấy. Đó. Mình phô xong rồi, nhưng mà làm clip này để hướng dẫn các bạn cách photo cho nó nhanh gọn lẹ. Vâng, thì với cuốn sách với kích thước như vậy thì đầu tiên chúng ta cứ chọn A4, chọn hai mặt, rồi chúng ta vô exit, chúng ta vô editing ở đây. Rồi chúng ta vào trim. Rồi chúng ta xóa 2. Đầu tiên là 200. Thứ hai ta bỏ vô 25. Tiếp theo chúng ta chỉ chọn bỏ 5. Tiếp theo chúng ta bỏ 235. Đấy, enter. Vâng, và còn đầy lề nữa. Đầy lề chúng ta vào vào email ship. Vâng, chúng ta chọn đầy phải. Đầy phải mặt trước thì chúng ta để 5. Mặt sau chúng ta âm 35. Enter. Ok, giờ chúng ta phô thử nhé. Mình không cần ý là mình phô mình không cần úp nắp đâu. Mình không cần úp nắp đâu, nhưng mà mình tay mình đang bật cầm điện thoại nên là không thể đè cuốn sách được, nên là mình úp nắp lại nhé. Vâng, và đây là tờ giấy khi chúng ta đã phô ra. Đấy, có thể soi lề này. Đấy, lề là hai y chang, hai số nằm rất khớp với nhau. Cái phần bên này thì không sao cả, phần bên này không sao, tại vì chúng ta đã đóng sách vào tại đây rồi, chúng ta đóng vào tại đây nên phần này cũng không sao. Mình không phải lo. Mình đóng sách vào tại đây. Còn phần giấy này thì mình sẽ cắt sát lên đây. Mình cắt sát lên đây, cắt ở đây. Cắt ở, nếu mà các bạn muốn thì có thể cắt đằng trước một xíu. Đó sẽ ra y chang với tỷ lệ của cuốn gốc. Đấy, đây là mặt sau. Đóng cái lề ở đây thôi. Đấy. Vâng. Đó. Đây, và đây là kết quả khi tôi đã phô xong một cuốn sách. Vâng. Và chúc các bạn sẽ áp dụng thành công.